xin chào các bạn hôm nay mình sẽ cùng nhau học về mẫu ngữ pháp tốc cự các bạn ơi thực sự cái mẫu tốc cự này nó xuất hiện thường xuyên trong giao tiếp luôn nhiều nhiều như cơm bữa luôn các bạn ạ các bạn thử tưởng tượng trong mâm cơm của chúng ta ăn hàng ngày có một cái món ăn mà ngày nào chúng ta cũng ăn thế nhưng mà chúng ta lại không biết tên Đấy, thế có phải ưu chế không tốc cự này cũng giống như thế nhá các bạn nhá ừ tốc cự thì chúng ta có thể tia vé tôi tạ tôi tê và tốc cổ và ngay sau đây là cách chia của nó nhá Chúng ta sẽ chia động từ dạng gốc về thể T Sau đó chúng ta sẽ bỏ te đi cộng với tốc cự Tương tự như các bạn nhìn trên màn hình đây Sirabeu Sirabete Sirabe Đúng không? Cao thì là Kate Kat tốc Đúng không nào? Tiếp theo Benkyo suru Benkyo shite Và Benkyo shitoku Tiếp theo về ý nghĩa của nó đúng không? Nghĩa đầu tiên là giống với vết tiêu cự hầu như là các bạn nào cũng biết rồi đó là gì Làm sẵn làm trước đi. Tuy nhiên các bạn chú ý nhé, thường nó chỉ đi với một vài cái động từ quen thuộc thôi như là junbi suru hay junbi stock tức là chuẩn bị trước, hay là yoyaku suru, yoyaku stock đúng không? Hay đặt hàng trước, hay là chúng ta gì nhỉ? Hẹn trước, hẹn lịch trước, được chưa nào? Hay nghĩa thứ hai của nó như thế này này, cái, cái này là cái quan trọng nhất các bạn ạ. Ừ. đấy mọi người thường để ý cái mẫu đầu tiên thôi giống với tiêu cự còn mẫu thứ hai này thực ra mẫu thứ hai nó không có gì cả các bạn nhìn, nhìn, trên màn hình đây đó là gì nhỉ nghĩa không thay đổi so với v đự hay là vt này, hay là v tại hay vo khi mà chúng ta chia về vt VT, vo nhá gọi là ý chí ấy, được chưa nào Đấy, các bạn nhìn thấy ở dưới bảng này đúng không ví dụ là cao này cao này đúng không thì chúng ta sẽ có là cắt tục cự khi mà các bạn nói gì nhỉ và ta si gạ cao nhé tôi sẽ mua nhé nào Tương tự như chúng ta nói Watashi ga katoku ne Giống hệt nhau luôn Hầu hết là như thế các bạn cứ nghĩ đơn giản như thế cho mình thôi nhá Watashi ga ne Watashi ga katoku ne Đấy Để chẳng nào Nhà tôi sẽ mua nhé Hoặc là trong văn nói người ta không bao giờ nói Watashi thì người ta Katoku ne Thì có nghĩa là gì ạ Tôi mua nhé Katoku ne Đấy chưa Tương tự như thế khi mà chúng ta chia sang dạng gì nhỉ Dạng tạ chẳng hạn đúng không tôi tạ Chúng ta thêm yếu vào Katoi tạ yếu bình thường chúng ta cắt tay đúng không? mua rồi chúng ta bây giờ chuyển sang là cắt tới tay để chưa nào tương tự như thế chúng ta chia sang thể tê đúng không mua đi mua đi anh mua đi đúng không cắt tê cắt tê thì bây giờ chúng ta lại chuyển sang cái nói là cắt tôi tê cắt tôi tê để chưa nào hay tương tự như thế này khi mà chúng ta chia về dạng ý chí mua thôi mua thôi đúng không thường là cao 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 cai mắt đúng không bây giờ chúng ta sẽ nói là cắt tôi cổ cắt tóc cổ cắt cổ để chưa nào tương tự ví dụ động bỏ vào đúng hmm không dụ cất cái gì đó vào trong tủ lạnh được chưa nào em cắt tủ lạnh nhé đúng không ID nè chưa tôi tôi hay là gì nhỉ? 入れといて tôi em bỏ vào đi nè được chưa được nào hay là tức là cất nào thế đúng không giống với 入れる đúng không chưa でじゃな、はいな、しまっといて、はいな、しまっとこう。はい、しまっとこう、しまっとこう、カルパドイ、カルじゃ、でんでラス、お金出す、今チーディアン、うん、お金出すックね。じゃ、でんでな、お金出しといたよ。でじゃ、はいな、出しといて、お金出しいて、チーデでじゃな、はいな、お金出すとこう。ラストこう、ラスこ,こう。はい。OK! か、なんぼだ、あるじゃ、うん、はい Đem ra sử dụng thường xuyên mà xem Thay vì sử dụng động từ V VT, VT, vo Thì chúng ta sử dụng là gì nhỉ à, Tok, cự à, TÔI TẠ, TÔI TÊ và TÔC cho mình nhé Như lúc đầu mình đã nói thì mẫu ngữ pháp này nó xuất hiện thường xuyên trong giao tiếp nhiều như cơm bữa các bạn ạ Cho dù chúng ta không sử dụng thành thục, thành thạo được ngay lập tức Thế nhưng mà khi mà chúng ta biết được ý nghĩa và cách sử dụng của nó rồi Thì thực sự nó rất là hữu ích trong các bài nghe khi mà chúng ta đi thi chô cai các bạn nhé Ok, các bạn nào đang học N2, N3 mà vẫn còn đang lơ tơ mơ về cái vấn đề này á Thì nhớ học ngay đi nhá, học ngay lập tức đi để còn đi thi nào Ok, được chưa nào? Hay, à, vậy là bài học ngày hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây Nếu mà các bạn thấy hay thì nhớ like và chia sẻ giúp thầy nhá Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo Bye bye